Phạm Đình Thế Ngân nói gì sau drama nụ hôn có hương vị tình bạn? Sau khi tập 19 Tỏ Tình Hoàn Mỹ lên sóng, Phạm Đình Thế Ngân đã nhận đủ gạch đá từ netizen cũng bởi nam ca sĩ đã đòi hôn bằng được nữ khách mời trên sóng truyền hình rồi phủ phàng từ chối vì cảm thấy nụ hôn có hương vị tình bạn. Trong khi mọi chuyện còn đang xôn xao khắp các diễn đàn, giọng ca Mắt Biếc quyết định viết một tâm thư dài trên trang cá nhân để xin lỗi về việc anh. Phạm Đình Thế Ngân đã thẳng thắn nhận sai, cảm xúc nhất thời khiến anh thiếu đi sự tỉnh táo. Trước đó anh cũng đã xin lỗi Luna ngay sau khi quay chương trình và nhận được sự tha thứ, thông cảm. Tuy nhiên khi sự việc được lên sóng thì Thế Ngân nghĩ mình nên tự giải quyết vấn đề mình gây ra để không ảnh hưởng đến ai. Anh cũng đã đọc hết mọi bình luận tiêu cực về mình và hy vọng mọi người không vì một lát cắt, vài câu chữ tóm gọn câu chuyện hay một sai lầm mà đánh giá cả cuộc đời một con người. Trước đó, Thế Ngân bất ngờ vì được Luna bày tỏ tình cảm do hai anh em đã từ lâu không liên lạc gì với nhau. Dù có nhiều dự án cùng hợp tác trước đó như cover chung sản phẩm âm nhạc, quay MV cùng. Đến giờ phút quyết định, Thế Ngân bất ngờ thổ lộ. Có một lần gặp nhau thu âm, anh đã chợt có suy nghĩ. Anh muốn hôn em, nhưng anh nghĩ cảm giác lúc đó anh chỉ muốn làm bad boy thôi. Anh không biết như thế nào nữa, nhưng bây giờ anh lại muốn nó. Em có thể cho anh điều đó và sau đó anh sẽ trả lời được không? Lời đề nghị của nam ca sĩ khiến mọi người ở trường quay vô cùng ngỡ ngàng. Thế Ngân tiếp tục khẳng định anh muốn thực hiện lại điều mà một năm trước đã từng bỏ lỡ. Luna sau đó đã gật đầu đồng ý. Tưởng chừng Thế Ngân sẽ dắt tay Luna ra về thì nam ca sĩ lại đưa ra câu trả lời khiến ai nấy đều sốc. Anh cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy nữa. Thường anh rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng cảm xúc hôm nay anh không kiềm chế được. Lý do vì anh muốn xác định lại cảm xúc của mình. Cảm ơn em đã cho anh toại nguyện tâm nguyện cách đây hơn một năm. Anh thực hiện được điều đó thì anh lại cảm thấy nó có hương vị của tình bạn nhiều hơn. MC Lưu Hà Trinh hỏi Thế Ngân rằng, em có quá nhanh không khi đòi dùng một nụ hôn để thử, trong khi có thể đối với Luna, đó là điều cô ấy rất trân trọng trong nhiều năm. Thế Ngân đã có câu trả lời gây tranh cãi. Tại vì thật sự em cô đơn rất lâu rồi, đó cũng không phải là phép thử của em nữa, mà đó là điều thật sự em muốn và em đã xác định từ đầu chương trình, em nghĩ em sẽ làm điều này. Sau khi tập 19 Tỏ Tình Hoàn Mỹ lên sóng, Phạm Đình Thế Ngân đã nhận đủ gạch đá từ netizen. Hành động dùng nụ hôn để làm phép thử đối với một cô gái ngay trên sóng truyền hình, rồi lại phủ phàng từ chối của nam ca sĩ, khiến cho người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Nhiều người thậm chí còn muốn anh rút khỏi Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.